Xin chào tất cả các em. Chúng ta sẽ cùng nhau thử làm một cái đề, là đề kiểm tra hết học kỳ 1 hay là đề thi hết học kỳ 1 với các câu toàn bộ là trắc nghiệm, xem chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thế để hiệu quả thì các em sẽ download đề về trước và các em giải. Sau đó thầy trò mình sẽ giải đáp tại sao là các đáp án được lựa chọn là như thế. Thầy vào ngay câu số 1 của đề này. Câu 1. Nội dung như sau. Chọn kết luận đúng. A. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường luôn tỷ lệ thuận với vận tốc. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường luôn tỷ lệ thuận với vận tốc. B. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường luôn tỷ lệ thuận với thời gian. C. Trong chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng. Và D, tất cả các đáp án A, B, C đều đúng. Tất nhiên là bây giờ người ta cũng hạn chế có cái đáp án, cái phương án là A, B, C đều đúng. Nhưng đáp án của câu này không phải là đáp án D đâu. Thế thì chuyển động thẳng đều, quãng đường tỷ lệ thuận với vận tốc hình như là đúng hay sao? Không phải đâu. Bởi vì S bằng V nhân T với V như nào? V không đổi. Đúng không? Nó thay đổi theo thời gian. Cho nên đáp án của câu 1 phải là đáp án A. Xin lỗi, đáp án B chứ. Đáp án B. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường tỷ lệ thuận với thời gian. Không, tỷ lệ thuận vận tốc trông có vẻ là tỷ lệ thuận, nhưng không phải, bởi vì vận tốc không đổi. Câu 2. Trong chuyển động thẳng đều, A, tọa độ luôn tỷ lệ thuận với thời gian của chuyển động. Có phải không? Tọa độ x luôn tỷ lệ thuận, luôn tỷ lệ thuận với thời gian của chuyển động. Không phải đúng không? Có trường hợp là tọa độ của nó không đổi mà. Trong chuyển động tọa độ không đổi, tức là nó nghỉ. B, phương trình chuyển động là x bằng v nhân t. X bằng x0 cộng với v nhân t. C là đồ thị tọa độ thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian. Đâu phải. Đồ thị tọa độ thời gian nó là một cái đường thẳng chéo lên đúng không? Hoặc chéo xuống. D, tốc độ trên trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. Đáp án D mới là đáp án đúng. Câu 3. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình x bằng 5t bình. 5t bình cộng 3t cộng 30. Tọa độ tính bằng mét, thời gian tính bằng giây. Tọa độ ban đầu là x0, vận tốc ban đầu v0, gia tốc chuyển động là bao nhiêu? A, đây chính là x0 bằng 30. Đây là v0 bằng 3. Và 1 phần 2 A sẽ bằng 5, tức là A bằng 10. Đáp án chúng ta sẽ có đó là x0 bằng 30, v0 bằng 3 và A bằng 10 mét trên giây bình phương. So với đề thì chúng ta sẽ có đáp án đúng, đó là đáp án B. Đó. Câu số 4. Lúc 6 giờ một ô tô chuyển động thẳng đều từ A đến B với vận tốc là 30 km/h. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là 6 giờ. Phương trình chuyển động của ô tô là gốc thời gian là lúc 6 giờ. Thế chúng ta sẽ sử dụng công thức là x bằng x0 cộng với v nhân với t bằng x0 xuất phát từ A, gốc trùng với A, cho nên chỗ này sẽ là 0. V đầu bài cho là 30. 30 nhân với t, đúng không? Đơn vị là km. Cho nên câu 4 này thầy sẽ lựa chọn được đáp án là C. Đó, bằng x0 cộng v nhân với t bằng x bằng 30t. Tiếp tục sang câu số 5. Câu 5. Lúc 7 giờ một ô tô chuyển động
thẳng đều từ A đến B với vận tốc 72 km/h. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc 6 giờ. Phương trình chuyển động của ô tô gốc thời gian lúc 6 giờ chứ không phải là lúc 7 giờ, đúng không? Gốc thời gian là lúc 6 giờ, 7 giờ mới chạy. Thế chúng ta phải có biểu thức là x bằng x0 bằng 0 này, cộng với v, v là 72 này, nhân với t trừ 1. Thầy gọi t là thời gian. Thì thời gian đúng rồi, t là thời gian bắt đầu tính là từ lúc 6 giờ. Thế chúng ta phải trừ đi cái thời gian, cái độ chênh lệch gốc thời gian, đúng không? Gốc thời gian lúc 6 giờ nhưng bắt đầu đi lúc 7 giờ. Cho nên có bao nhiêu chúng ta phải trừ đi, 1. Đúng không? Thế chỗ này nó sẽ bằng 72 t trừ đi 72. Đó. 7 giờ xuất phát, gốc thời gian lúc 6 giờ. Thế bởi vì thời gian đi thì nó phải trừ đi 1 giờ. Câu số 6. À xin lỗi, cái này chúng ta phải chốt đáp án đó. Câu số số 5 thì sẽ có đáp án là đáp án D. 72T trừ 72 là tính theo km trên giờ, đúng không? X tính theo km trên giờ, còn x x là tính theo km, còn T là tính theo giờ. Câu 6. Có hai lực F1, F2, hai lực đồng quy. Gọi alpha là góc hợp bởi hai vector F1, F2, F bằng F1 cộng F2. Nếu F bằng F1 trừ F2 thì, tức là lực tổng hợp bằng lực 1 trừ anh thứ hai. Có nghĩa là hai anh này là hai anh vector cùng phương ngược, ngược chiều, tức là góc hợp bởi nhau 180 độ, đúng không? Góc hợp nhau 180 độ chúng ta còn khẳng định nữa, đó là lực F1 lớn hơn lực F2, đúng chưa? Thế thì nó sẽ bằng 180 độ, đáp án C. Alpha bằng 180 độ, hai vector cùng phương ngược chiều. Câu số 7. Cho hai lực đồng quy có độ lớn 600 Newton, hỏi góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn 600 Newton. Thực ra chúng ta có thể sử dụng công thức là F bình phương. Ở đây người ta hai lực có cùng độ lớn bằng F1 bình phương cộng F2 bình phương cộng 2 lần F1, F2 cốt alpha. F1 bằng F2, F2 bằng F bằng 600 Newton. Thì dễ dàng thay vào sẽ tính được alpha bằng 120 độ. Còn bạn nào giỏi hình học, bạn vẽ ra thì tổng hợp hai vector bằng cái vector đường chéo có độ lớn kích thước bằng hai vector thành phần thì góc phải là 120 độ, tức là nó tạo thành hình thoi có một góc xen giữa là 120 độ. Còn không, ta cứ ốp vào công thức này sẽ tính được ra góc alpha. Thầy tiếp tục sang câu số 8. Câu số 8. Người ta cũng có cái thông tin như câu số 7, nhưng lại bảo là nếu F bằng căn bậc 2 của F1 bình cộng F2 bình thì góc giữa chúng bằng bao nhiêu. Thì rõ ràng là để nó bằng cái này thì anh này phải bằng 0, tức là cốt bằng 0. Cốt bằng 0 thì góc bằng 90 độ. Đáp án chúng ta chọn được luôn. Xin lỗi, là câu 7 chúng ta khẳng định đáp án đó là đáp án D. Câu số 8 chúng ta sẽ có khẳng định đó là đáp án B. Góc alpha này dễ dàng chứng minh được là nó bằng 90 độ. Câu số 9. Hai lực đồng quy F1 bằng F2 bằng 30 Newton, góc hợp bởi hai anh này là 120 độ, độ lớn của hợp lực. Thầy dễ dàng áp dụng công thức này thì thầy sẽ có là F sẽ tính được góc 120 độ thì cốt 120 độ bằng trừ 1/2, cho nên dễ dàng tính được F bằng F1 bằng F2 theo ý của câu trên, cho nên nó sẽ có kết quả là chính 30 Newton, tức là đáp án C. Câu số 10. Thay vào công thức này nhé. Câu số 9 là thay vào công thức này. Câu số 10. Phân tích lực F1, F2 thành hai lực vuông góc với nhau.
F1 bằng 100 Newton. À xin lỗi, là F bằng 100 Newton. F1 bằng 60 Newton. Thì F2 bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ có là F bình phương, hai anh vuông góc với nhau mà, thì bằng F1 bình phương cộng F2 bình phương. Từ đây chúng ta sẽ thay vào và chúng ta tính được F2. F2 sẽ bằng căn bậc 2 của F bình phương trừ F1 bình phương. Tức là 100 bình phương trừ 60 bình phương thì dễ dàng tính được 80 Newton, bởi vì 60, 80, 100 là ba số Pythagore. Đáp án đó là đáp án C. Chúng ta tiếp tục sang câu số 11. Câu 11 là tìm đáp án đúng. Tìm đáp án đúng trong các đáp án sau. A. Nếu không chịu tác dụng của lực thì vật phải đứng yên. Có phải không? Chưa chắc, bởi vì nó có thể chuyển động và chuyển động đấy là chuyển động thẳng đều. Câu này không đúng. B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó. Câu A không đúng rồi, thì câu B cũng không đúng, bởi vì nó đang chuyển động rồi thì không cần tác dụng lực nữa. Lực là nguyên nhân để tạo ra chuyển động, nhưng thay đổi chuyển động, nhưng không phải là duy trì, đúng không? Câu này vẫn sai. C. Khi vận tốc của một vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật. Câu này đúng. Kết quả tác dụng lực là lực gây ra biến đổi chuyển động hoặc là làm biến dạng vật. Thì ở đây là biến đổi chuyển động thì chắc chắn có lực. Đáp án đúng là đáp án C. Câu D. Khi không chịu tác dụng của lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại. Sai. Câu 12. Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. À, chuyển động nhanh dần đều M bằng 2kg từ trạng thái nghỉ, V0 bằng 0. Vật đi được 200cm trong thời gian 2 giây, tức là S bằng 2m trong thời gian T bằng 2 giây. Độ lớn hợp lực tác dụng F bằng MA, đúng không? Bằng MA. Sẽ tính theo công thức là gì? S bằng 1/2. Chúng ta sẽ có là S bằng 1/2 AT bình. Thì A sẽ bằng 2S chia cho T bình. Bởi vì V0 bằng 0 rồi. 2 nhân với 2 chia cho 2 bình phương bằng 1. Từ đó chúng ta sẽ có F hợp lực bằng MA bằng 2 nhân 1 bằng 2 Newton. Đáp án 2 Newton, đáp án C. A là 4, B là 1, C là 2 và D là 100. Câu 13. Chọn đáp án đúng. Chọn phát biểu đúng. Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ. A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực của đinh tác dụng vào búa. Câu này sai. Theo định luật 3, Newton là bằng nhau. B. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng về bộ lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa. Chính xác, độ lớn. Còn người ta không thể nói kết luận lực bằng nhau được, bởi vì là hai lực cùng phương ngược chiều, đúng không? Độ lớn thì chắc chắn bằng nhau. Đáp án B. Đáp án C sao lại sai? Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực của đinh tác dụng vào búa. Sai. Thế thì cách lựa chọn đáp án là nếu ví dụ như một cái bài mà như câu 13 có đáp án C và đáp án A nó ngược nhau thì chắc là không chọn hai đáp án này. Đó. D. Tùy thuộc vào đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh. Đương nhiên sai rồi. Câu 14. Quả bóng có khối lượng 500g bay với vận tốc 72 km/h đến đập vuông góc vào một bức tường rồi bật trở lại theo phương cũ. Theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian va chạm là 0,05 giây. Tính lực của bóng tác dụng lên tường. À, lực của bóng tác dụng lên tường
sẽ là lực của bóng tác dụng lên tường chính bằng lực của tường tác dụng lên bóng, mà lực của tường tác dụng lên bóng sẽ làm biến đổi chuyển động, tức là gây ra gia tốc. Thế thì F nó sẽ bằng MA. À, thế đập vào tường này với một vận tốc V1 và bật ngược lại với vận tốc V2. V2. Chúng ta sẽ tính được gia tốc sẽ bằng V2 trừ V1 chia cho delta T. Thế T phải tính là cái hiệu V2, à V2 trừ V1, tức là V2 cộng với vector đối. Nhầm. Chúng ta cộng với vector đối của vector B1 trừ V1 đây. Thế thì V2 đây trừ V1 đây, à chính là hai vector cùng phương cùng chiều, cho nên độ lớn của vector A sẽ bằng V2 cộng độ lớn V1 chia cho delta T. Đó, bằng bao nhiêu? V2 là 54 km/h, đổi ra mét trên giây là 15, cộng với V1 là 72 km/h, tức là 20, chia cho T là 0,05 bằng 35 chia cho 0,05 700 mét trên giây bình phương. Thế từ đó chúng ta sẽ tính được F bằng M là bao nhiêu? Quả bóng 500g 0,5 kg nhân 700 thì sẽ bằng 350 Newton. Lực của tường tác dụng vào bóng và lực của bóng tác dụng vào tường đều là 350 Newton. Có đáp án phù hợp của câu 14 là đáp án D. Tại sang câu số 15. Một quả bóng khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s, đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20 m/s. Thời gian va chạm là 0,02. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng. Bóng tác dụng vào tường thì hướng thì chắc chắn là cùng hướng chuyển động ban đầu để nó va vào tường, đúng không? Cho nên thầy có các đáp án A, 1000 Newton cùng hướng chuyển động ban đầu của quả bóng, có thể đúng. Thầy chỉ băn khoăn độ lớn thôi. B, 500 Newton hướng cùng hướng chuyển động ban đầu của quả bóng. À, đáp án này cũng có thể đúng. C, 1000 Newton ngược hướng. À, ngược hướng là sai. Vậy đập vào tường thì bóng đập vào tường thì hướng nó phải vào hướng cùng với vận tốc ban đầu, đúng không? À, câu D, ngược hướng. Ngược hướng là loại rồi. Thì bây giờ quan trọng là thầy tính độ lớn bằng bao nhiêu. Thực ra nó dần giống như cái câu 14 này, thì thầy sẽ có được cái gia tốc A nó sẽ bằng tổng hai vận tốc, đúng không? 20 cộng 20 chia cho 0,02, tức là bằng 2000 mét trên giây bình phương, đúng không nhỉ? Đúng không? Tức là 20 chia cho 0,01 bằng 2000. Từ đó chúng ta sẽ tính được lực F bằng 0,5 nhân 2000 thì bằng 1000 Newton. À, như thế thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án A, 1000 Newton cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng. Câu 16. Câu 16. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg, làm vận tốc của nó tăng từ 2 m/s đến 8 m/s trong thời gian 3 giây. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là bao nhiêu? Rất dễ thôi, F bằng MH. A thì bằng V sau trừ V trước, V2 trừ V1. Ở đây nó tăng dần mà, đây chuyển động nhanh dần, chia cho delta T. Bằng 8 trừ 2 chia cho 3 thì bằng 2 m/s bình phương. 2 m/s bình phương mà vật này có khối lượng là 5 kg. F bằng 5 nhân 2 bằng 10 Newton. Đó, đáp án C, câu 16, đáp án C. Thầy tiếp tục sang câu số 17. Một hợp lực 1 Newton tác dụng vào một quả bóng có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên trong khoảng thời gian 2 giây. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó.
chắc chắn phải tính ra gia tốc. Từ gia tốc sẽ tính được quãng đường, đúng không? A bằng F trên M. Đó. A bằng F trên M. A sẽ bằng F là 1 chia M là 2 bằng 0,5 mét trên giây bình phương. Từ đó chúng ta sẽ tính được quãng đường đi được trong 2 giây là S bằng 1/2 AT bình với 0 bằng 0 rồi. 1/2 nhân với 0,5 nhân với 2 bình phương. Nhân 2 bình phương. À, trong thời gian 2 giây, đúng không? Thế thì S sẽ bằng trong khoảng thời gian đó, à tức là sẽ bằng 1 mét. Chúng ta sẽ có đáp án đó là 1 mét. Đáp án B. Đó. 1/2 AT bình. A là 0,5. Đúng rồi. Câu số 18. Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh. Xe đi thêm được đoạn đường 500m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, lực hãm tác dụng lên xe. Ở đây người ta nói đến lực hãm mà có chiều dương cùng chiều chuyển động rồi thì chắc chắn nó liên quan đến dấu. Đúng không? Còn nếu mà đầu bài người ta chỉ bảo là độ lớn của lực hãm, không chọn gì chúng ta nói đến độ lớn, thì chắc chắn phải giá trị âm rồi. A 800 Newton, B âm 800 Newton, C 400 Newton và D âm 400 Newton. Thế đáp án nào? Có thể là âm 400, âm 800 thì phải tính, đúng không? Bởi vì nó ngược chiều dương mà, F là chiều dương. Chúng ta sẽ có là chậm dần đều là cái chắc rồi. A. Chúng ta tính độ lớn của A. Chúng ta tính gia tốc xong chúng ta tính cái, có thể tính luôn F sẽ bằng MA cũng được, đúng không? Đi được 500m rồi dừng lại. Vận tốc ban đầu bằng 0, à vận tốc cuối cùng là 0, vận tốc ban đầu là 72 km/h. Tức là chúng ta sẽ có này. V bình trừ V0 bình bằng 2AS. À, 0 bình phương trừ 72 km/h tức là 20 m/s bằng 2A nhân với S là đầu bài cho là 500. Rồi. Thế thì A sẽ bằng bao nhiêu? 1.000. 400 chia cho 1.000 tức là 0,4, âm 0,4 mét trên giây bình phương. Từ đó chúng ta sẽ tính được F, F hãm, cái này chỉ mỗi F hãm thôi mà, bằng MA. M bằng 1 tấn. 1 tấn tức là 1.000 nhân với 0,4 trừ 0,4. Đó, thì sẽ bằng trừ 400 Newton. Đấy, với câu này thì đáp án đúng là đáp án D. Nhưng câu này cũng không hay lắm, bởi vì người ta lại phải bắt tính dấu. Nhưng theo nếu thầy ra ra lại thì thầy sẽ yêu cầu tính độ lớn, đúng không? Tính độ lớn thì chúng ta chỉ có kết luận là bằng 400 Newton. Chúng ta tiếp tục sang câu số 19. Nội dung như sau. Lực S truyền cho vật có khối lượng M1 gia tốc 2 m/s bình phương. Truyền cho vật khối lượng M2 gia tốc 6 m/s bình phương. Lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng M bằng M1 cộng M2 gia tốc bao nhiêu? Chúng ta sẽ có F này chia M1 bằng A1. F chia cho M2 bằng A2. Thế là A bằng F chia cho M1 cộng M2, đúng không? Thì thầy thay M1 thì bằng F trên A1, M2 bằng F trên A2. Thì thầy sẽ có F này, F trên A1 cộng F trên A2. Thế thì A nó sẽ bằng tích trên tổng. A sẽ bằng tích bằng bao nhiêu? Bằng 2 nhân 6 chia cho 2 cộng 6 tức là 12 chia 8. 12 chia 8 là 1,5.
mét trên dây bình phương. 12.81.5 mét trên dây bình phương. Đáp án của câu này đó là đáp án A. Câu 20. Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0.2 m trên giây. Và khi đi được quãng đường 50cm thì đạt được vận tốc 0.9 m trên giây. Lực tác dụng lên vật. Không khó nhỉ? Lực tác dụng lên vật. À, chúng ta sẽ tính được gia tốc nhanh dần đều rồi. Lấy vận tốc sau 0.9. À nhưng mà không thể sử dụng V2 trừ V1 chia T được. Mà là V2 bình phương trừ V, hoặc là V bình phương trừ V0 bình phương bằng 2AS. A sẽ bằng V bình phương trừ V0 bình phương chia cho 2S bằng 0.9 bình phương trừ đi 0.2 bình phương chia cho 2 x 0.5 50cm, tức là 0.5m, tức là dưới mẫu là 1. 0.9 bình phương là 0.81 trừ đi 0.04, đúng không? 0.9 bình phương trừ đi 0.04, 0.77, A là bằng 0.77 mét trên dây bình phương. Lực tác dụng lên vật 50kg. F sẽ bằng MA bằng 50 nhân 0.77, tức là 5 x 77 385 newton. 385 newton, đúng không? 50. Thầy tính lại nhá. 0.9 bình phương trừ 0.04, 2A 2S, tức là 50cm, tức là 0.5, đúng rồi. Chia cho nhân với 50, 38.5 mét newton. Thế thì đáp án là đáp án A, 38.5 newton. Câu 21, tức là ở đây là 7.7 x 50 chứ không phải là 7.7 77 x 50. Hai tàu thủy mỗi chiếc có khối lượng 50.000 tấn. Đó. Ở cách nhau 1 km, so sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20 g. Ở đây cũng có các đáp án, lấy g 10 m/s bình phương, có các đáp án lớn hơn, nhỏ hơn này, bằng nhau này, lớn hơn này, chưa thể biết thì chắc là chúng ta sẽ nói nó nhỏ hơn. Nhưng mà chúng ta phải tính cụ thể xem lực hấp dẫn bằng bao nhiêu, trọng lực bằng bao nhiêu, đúng không? Như đôi khi là người ta sẽ hỏi là thế thì lớn hơn bao nhiêu lần, tức là khi so sánh là chúng ta sẽ chia tỷ lệ, nhưng đây không chia tỷ lệ mà người ta chỉ hỏi lớn hơn hay nhỏ hơn thôi. Và an toàn thì thầy sẽ tính được F hấp dẫn bằng G là 6.67 nhân 10 mũ trừ 11, đúng không? Nhân M1, M2, hai anh đều có khối lượng 50.000 tấn. 50.000 tấn tức là 5 nhân 10 mũ 7, đúng không? 50.000 mà 50.000 tấn, 50 nhân 10 mũ 7, nhân 5 nhân 10 mũ 7. G M1 M2 chia R bình, R là 1 km, tức là 10 mũ 3 tất cả bình phương. 10 mũ 3 bình phương là 10 mũ 6. Rút gọn đi trên tử thì anh này còn 10 mũ 1 đi, thì thầy sẽ có 5 nhân 10 mũ 8 nhân 5. Đó. Nhân với 6.67 nhân 10 mũ trừ 11 bằng 0.16675 newton. Còn trọng lượng, người ta bảo so sánh với trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20 gram bằng mg, bằng 20 gram tức là bằng 0.02 nhân 10 bằng 0.2 newton. Lực tương tác, lực hút giữa chúng nhỏ hơn cái trọng lượng của quả cân cỡ 20 gram,
đúng không? 20g nó 0,2 newton. Còn anh kia lực hấp dẫn chỉ có 0,16675, rất nhỏ, lực hấp dẫn không đáng kể. Đó. Thầy tiếp tục sang câu số, à xin lỗi, câu 21 chúng ta sẽ có đáp án là đáp án A cái đã. Đáp án A. Câu 22. Một vật ở trên mặt đất có trọng lượng 9 newton. P0 bằng 9 newton. Khi ở một điểm cách tâm trái đất là 3R, R là bán kính trái đất, thì nó có trọng lượng bao nhiêu? Cái này chính bằng MG0, tức là bằng MGM chia cho R bình. G0 là gia tốc chậu trường mặt đất. Người ta hỏi trọng lượng khi ở một điểm cách tâm trái đất 3R, cách tâm trái đất R. Đó, tức là chúng ta xét khoảng cách từ điểm xét lực tương tác giữa vật và trái đất là bằng 3R, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là P cần tính bằng MG, đúng không? MGM lớn chia cho 3R tất cả bình phương. Được chưa? Thì từ đây thầy sẽ suy ra bằng MGM trên tử giống nhau rồi. Chỗ này là 9R bình. Đó. Chia về thì thầy sẽ có là P trên P 0 sẽ bằng gì? Bằng 1/9, đúng chưa? Bằng 1/9. Từ đó chúng ta sẽ có P sẽ bằng P0 trên 9 bằng 1 newton. Đáp án là 1 newton. Đáp án D. Câu 22 là đáp án D rồi. Thầy sang câu 23. Câu 23. Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do trái đất tác dụng lên mặt trời và do mặt trời tác dụng lên trái đất? A. Hai lực này cùng phương cùng chiều. Là sai. Sao mà cùng phương cùng chiều được? Ngược chiều. B. Hai lực này cùng chiều cùng độ lớn. Vẫn sai. C. Hai lực này cùng phương ngược chiều cùng độ lớn. Đáp án C. Đáp án D là chưa xác định được. Đáp án C là đúng rồi. Câu 24 lại là một câu lý thuyết. Câu 24. Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi? A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng. Đúng quá. B. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn. Giá trị của lực đàn hồi là không giới hạn. Không giới hạn là sai. Có giới hạn, vế trước thì đúng nhưng ý sau lại sai. Cho nên đáp án sai là đáp án B được lựa chọn. C. Lực đàn hồi có độ lớn tỷ lệ với độ biến dạng của vật. Chính xác quá, theo định luật Hooke. D. Lực đàn hồi luôn ngược hướng với biến dạng. Định luật Hooke cũng nói điều đó. Chúng ta sang câu 25. Điều nào sau đây là sai khi nói về phương và độ lớn của lực ma sát? Lực đàn hồi. A. Với cùng độ biến dạng như nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước và bản chất của vật đàn hồi. Rõ rồi, phụ thuộc thì làm cho độ cứng khác nhau mà. B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc. Nó biến dạng cho nên lực đàn hồi vuông góc với cái chỗ biến dạng, nó đúng rồi. Nó theo hướng của gì? Hướng của trục lò xo. Hay là hướng của gì? Của vuông góc với cái hướng làm cho nó biến dạng, đúng không? Làm cho vật biến dạng. C. Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục của vật. Quá chính xác rồi. D. Lực đàn hồi có độ lớn tỷ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng. Đáp án D là đáp án sai, nó tỷ lệ thuận. Chúng ta tiếp tục sang câu 26. Câu 26. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm.
Khi lò xo có chiều dài 24 cm thì lực đàn hồi bằng 5 N. Chúng ta khai thác điều này đã. 20 cm, 24 cm là 0,24 trừ đi 0,2, đó là độ biến dạng, nhân với độ cứng của lò xo thì sẽ bằng lực là 5 N. Từ đó chúng ta sẽ tính được là 0,04 K bằng 5. Thế thì K sẽ bằng 500 chia 4 tức là 125 à? 125 N/m. Khai thác được độ cứng. Người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì chiều dài của nó phải bằng bao nhiêu? Thế thì thầy sẽ tính độ biến dạng lúc này bằng 10 chia cho K, tức là bằng 10 chia cho 0 chia cho 125. Đây là mét, đúng không? Đổi ra cm thì chúng ta nhân với 100, đúng không? Lấy 1000 chia cho 125. Bằng 8 cm. Lúc này nó biến dạng, nó bị giãn thêm 8 cm, có nghĩa là chiều dài tương ứng sẽ bằng chiều dài ban đầu là 20 cộng với 8 tức là bằng 28 cm. Đáp án nào? A 22, B 28, C 40 và D 48. B 28. Câu 27. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng của vật lên tác dụng lên vật chuyển động tròn đều? A, ngoài các lực cơ học, vật còn chịu thêm tác dụng của lực hướng tâm. Không phải, mà là hợp lực của các lực cơ học đóng vai trò là lực hướng tâm, hay nói khác là nó có hướng, là hướng vào tâm. Câu này không đúng. Ý này không đúng. B, hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm. B mới là đúng. C, vật chỉ chịu tác dụng của lực hướng tâm là sai. Người ta còn nói là lực hướng tâm là một lực ảo. Nó là hợp lực của tất cả các lực kia mà, cho nên người ta gọi là lực ảo. Cô 27 là đáp án D, nữa là hợp lực tất cả các lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát. Không phải tiếp tuyến mà là hướng vào tâm. Câu 28. Hai vật rơi cùng một độ cao, vật 1 được ném ngang với vận tốc ban đầu V0. Cùng lúc đó vật 2 được thả rơi tự do, không vận tốc ban đầu, bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào sau đây là đúng? A, vật 1 chạm đất trước. B, vật 1 chạm đất sau. C, vật 1 chạm đất cùng một lúc với vật 2. D, thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mỗi vật. Là sai. Chúng ta thấy là thời gian rơi tự do nó cũng tính theo công thức là 2H trên G của ném ngang, cũng vẫn sử dụng công thức này. Cho nên đáp án đúng của câu này phải là đáp án C. Câu 29. Một vật được ném ngang với vận tốc V0 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném. Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy thẳng đứng hướng xuống dưới. Gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm xác định tính bằng biểu thức nào? Chúng ta biết là V bằng Vx bình phương cộng Vy bình phương, bằng căn bậc 2 của Vx chính bằng V0 bình phương, đúng không? Vx bình phương, V0 bình phương. Vy chính là GT tất cả bình phương. Xem các đáp án thì chúng ta thấy đáp án hợp lý là đáp án B. Câu 29, đáp án B. Chúng ta tiếp tục sang câu cuối cùng. Câu 30. Người ta hỏi cái gì? Một vật được ném từ độ cao 45m với vận tốc ban đầu 20m/s theo phương nằm ngang, bỏ qua sức cản không khí, lấy g bằng 10m/s bình phương, tính tầm ném xa của vật. L bằng V0 căn bậc 2 của 2H trên G, bằng V0 là 20, H là 45, G là 10. 2 x 45 bằng 90, 90 chia cho 10 bằng 9, căn bậc 2 là 3. 3 x 20 là 60m.
tầm xa là 60m, A 30, B 60, C 90 và D 180 đáp án B. Như thế chúng ta thấy là cái nội dung cơ bản của học kỳ 1 thì chắc là tập trung vào chương 2, động lực học chất điểm, liên quan đến các định luật Newton, liên quan đến các lực cơ học. Hy vọng đây là một cái đề để chúng ta tham khảo làm những cái bài toán liên quan đến trắc nghiệm về học kỳ 1. Chúc các em thành công với các kỳ thi.